Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lợi Bình. Có bao giờ anh chị em các bạn cảm thấy trong lòng mình thương nhớ về quê hương của mình không các bạn? Có khi nào anh chị em các bạn xa tổ quốc rồi mình lòng mình cứ dai dứt thương nhớ về quê hương không chị các bạn? Có những lúc mình suy nghĩ về quê hương đất mẹ của mình, mình cảm thấy muốn ôm vào lòng và nó thương mến làm sao. Sao tự nhiên tôi cảm thấy có những lúc tôi nhớ quê hương cũng khiếp. Tôi nói thiệt, có những lúc thấy quê hương của mình nó làm sao đi á, nó như một cái gì đó gắn bó với cuộc sống của mình. Dù ở cái xứ Mỹ này, những cái thứ phồn hoa đô thị, những cái thứ bơ thừa sữa cặn, tôi nói với anh chị các bạn, hơn 30 năm chưa bao giờ tôi biết mà đội thằng Mỹ trên đầu là cái gì. Tôi nói thật đấy, mà tôi luôn luôn phấn đấu và cố gắng để vượt lên. Mà tôi thấy mỗi lần về với quê hương, tôi cảm thấy nó cái sự tự hào và niềm vui thấy đất nước của mình đổi mới và phát triển từng ngày và từng giờ, thấy cuộc sống của người dân càng lúc càng tốt đẹp hơn, trở về với lại những cái phố phường xóm làng cũ, những cái nơi mà vách lá liều tranh anh chị các bạn, và những nơi đó nó không còn, nó thay vào cái cuộc sống nó sầm uất, mình cảm thấy rất là vui, rất là tự hào. Đối với tôi, quê hương là một cái gì đó nó không thể nào tách rời khỏi cái cuộc sống của tôi. Cho nên nhiều khi những thành phần mà lên mạng này xuyên tạc chống phá đất nước, đối với tôi ghét cực kỳ. Cái gì đúng thì đúng, sai thì sai, mà bố líu bố láo xuyên tạc cái sự phát triển của đất nước, tôi cảm thấy tôi khinh những cái hàng người đó dễ sợ. Tự nhiên hôm nay mình có tâm sự. Sáng hôm nay mình mở Facebook lên, mình đọc, tự nhiên thấy có người viết một cái bài giống như bài thơ vậy. Biển sóng, biển cho ta gì đó, vân 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 vân. Cái tự nhiên mình cũng nổi hứng lên, mình cũng xuất khẩu làm thơ, mình làm đâu cũng được mấy câu. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, mình cũng xuất khẩu làm thơ. Nhiều khi có cuộc sống mình cũng phải có những cái lúc thăng trầm, có những cái lúc mình cũng phải lơ đãng, cũng phải lãng mạn, cũng phải chữ tình chứ phải không anh chị các bạn. Chính trị nó rất là khô khan anh chị các bạn, tôi nói anh chị các bạn, khi chính trị nó rất là khô khan, chính trị mà mình phải biết hài hòa, mà mình phải biết hòa đồng và hài hòa cho nó phù hợp đó, nó mới cảm thấy cái sự vui trong đó. Chứ còn tối ngày chứ theo cái kiểu mà khuôn khổ rồi, tôi thấy nó uể ớn chờ đậu này. Có lẽ hôm nay nè, bữa nay mình mới đi ra nhà của cái ông này, con của ông Ngụy, ngồi nói chuyện với mấy đứa con của mấy ông Ngụy, mình chơi con của mấy ông Ngụy thiếu gì, tụi đó cũng nể mình lắm, mình nói thẳng. Mình không bao giờ mà kiểu mà vuốt ve ha tụi nó, thích thôi, không thích là không chơi. Thành ra uống cũng mấy chai, nó hơi ngà ngà nhưng mà còn lái xe được. Anh chị các bạn biết có lần mình lái á, mình vui quá mình lái xỉnh, lái rớt xuống cái hồ luôn, xuống cái canal, cái con kinh á, quảng hồ quảng dưới, từ lúc đó tự tỉnh lại cái bỏ chiếc xe đó đi, cái về mình gọi con mình nói hồi nãy ba nãy đé đi lái xe để đi văng xuống cái hồ. Bây giờ con giao bộ lại đó, con nói chiếc xe nó bị đứt hẳn, con lái con rớt xuống hồ, nếu mà cảnh sát nó không phạt, nó phạt cái là chết cha.
Lần đó mình mắc cười nè, phải kêu xe cẩu là nó cẩu lên hết mấy trăm. Mà chơi cuộc sống cũng có những cái lúc ở cái xứ cười, nó cũng có những cái sự thăng trầm của nó. Các bạn biết cái đất Mỹ này nó muôn màu luôn mà. Con người ta sống ở đất Mỹ này, tôi nói chuyện các bạn, tình người nó thiếu thốn lắm. Các bạn thấy vật chất thì nó đầy đủ rồi chứ, về tình con người nó thiếu thốn lắm. Chứ không phải giống như cái đám bao que xỏ lá lên trên này, tụi nó chiên chìm láo xược đâu. Làm ăn và cuộc sống bên này bây giờ nó cực lực lắm chứ không phải. Nhiều khi anh chị em các bạn nghĩ rằng ô nước Mỹ nó rất là giàu, nước Mỹ kinh tế này hay nọ. Hôm nay tôi nhớ anh Châu Phan thì vậy, anh nói nước Mỹ giàu, nước kinh tế nước Mỹ mạnh, không ai đánh lợi Mỹ. Cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng mà kinh tế Mỹ giàu cũng chưa chắc đâu nha anh chị em bạn. Chính phủ Mỹ giàu thì tôi công nhận, tại vì nó lấy được cái đồng thuế người dân mình chứ bạn. Các bạn nghĩ đi, một cái quốc gia mà giàu mạnh đó, là một cái quốc gia phải biết lấy thuế được của người dân thì cái quốc gia đó mới giàu mạnh. Còn một cái quốc gia mà không lấy thuế được của người dân thì quốc gia đó không bao giờ mà giàu mạnh được. Tôi hỏi anh chị các bạn, như Việt Nam của mình, nếu mà chính phủ Việt Nam của mình cái gì cũng phải đánh thuế người dân, đánh đầu, đánh trước, đánh sau, đánh ngăn hông, đánh ngăn dọc, đánh thế nhà, thế đất, thế điền, thế nông, thế thân, thế người, thế buôn bán, thế kinh doanh, thế hợp đồng, thế chồng thuế, phí chồng phí. Thì tôi nói chuyện các bạn chỉ có ngồi đó mà khóc mà kêu trời thôi. Nhưng mà thằng Mỹ nó làm được cái gì đó. Tại vì tù tư bản nó tạo ra công ăn việc làm cho những tầng lớp trung lưu, nó tạo ra công ăn việc làm, nó bắt người ta phải làm và phải nộp thuế cho lại cho nó. Cái hy của cái thằng tư bản Mỹ là chỗ đó, các bạn thấy nó làm cho người ta có được chiếc xe hơi, có được cái nhà, có được những cái vật chất mà các bạn nhìn thấy rất là hào nhoáng. Nhưng anh phải đóng thuế, anh đóng thuế đi anh sẽ không biết, anh mới biết là đâu là chính phủ, đâu là dân chủ, đâu là nhân quyền, đâu là tự do ngôn luận. Cái hay của cái thằng tư bản Mỹ là ở chỗ đó, các bạn thấy không? Người ta nó tạo công ăn việc làm. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, bây giờ mà cái người dân lao động mà chống lại nó thì nó đuổi việc, nó đuổi việc thì lấy tiền đâu? Xe cộ, nhà cửa, tương lai của con mình, nó học hành. Tôi nói anh chị em các bạn biết nha, đừng nghĩ rằng học hành, tôi nói bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, đồ, bảo hiểm xe, nhà cửa, những cái chi phí trong cuộc sống. Không có công ăn việc làm ở trên cái đất Mỹ này, đời sống của mình sẽ đi vào trong sự bế tắc. Các bạn thấy không? Thứ bản là Mỹ này nó rất là dữ dằn. Cho nên đó với tôi không bao giờ cuồng thằng tư bản Mỹ. Mà làm sao mình sống, mình biết hài hòa và mình biết sử dụng cái khả năng của mình và cái sự hiểu biết của mình để rằng mình vươn lên thôi và mình sống thôi. Chứ không có cái phải giống như mấy cái đám chống cộng cực đoan đó ngày ngồi đó. Nước Mỹ của tao. Nước Mỹ của tao. Đã đạo là mình, trục khức là mình. Về Việt Nam ở đi. Mấy hôm nay mình còn có nghe, mình chọc mấy cái tai này mắc cười lắm chị các bạn. Mấy hôm nay mình còn nghe có người nói là thằng Lợi Minh về Việt Nam nó rửa tiền. Mắc cười thì thôi đi, mình ngồi mình xem mấy cái mà comment của một số thành phần đó. Việt Nam nào là Lợi Minh là quan công.
có đê qua khuy rồi về Việt Nam rửa tiền. Lúc hôm kia lúc hổng năm ngoái năm trước á thì mấy thằng bao que nó nói thằng Việt thằng Lợi Minh á qua Mỹ rửa tiền. Bây giờ một vài mấy ông trong nước nói mình là thao túng đê ba quy, mình cười đau cái bụng. Tôi nói nhiều các bạn, có nhiều người lên trên mạng này cái cách hành xử của họ, xin lỗi là mình tức cười anh chị các bạn không, mình có anh chút hơi men bia chứ tự nhiên mình cảm thấy vừa có tâm sự mà vừa thấy nó buồn cười lắm. Mình đọc mấy cái còng me mà mới ngồi mình cười lên, mình cười xuống. Mình nói thằng Lợi Minh nó về Việt Nam nó rửa tiền, nào là thao túng đây ba quy được. Mình ngồi mắc cười, mình ngồi mình cười đau cái bụng. Có nhiều người họ quan tưởng làm sao đi đó, cái đầu của họ suy nghĩ như thế nào đó. Nó tiếu cái mạng xã hội này nó tiếu chứ. Tại mấy hôm nay lại mình đi vô diễn đàn của nhà của anh Bùi Mạnh Cảnh thì phải, lại mình cũng bày tỏ cái tâm tư của mình đúng không, nói lên những cái tâm tư của mình. Một số thành phần nó copy được sao nó nghĩ được, nó tức này nó nghĩ dựng lên mắc cười được. Có lúc thì cấm Lợi Minh không được về Việt Nam. Có lúc thì về Việt Nam, có lần tụi nó còn hè còn dọ mình ở Việt Nam nữa. Ở bên Mỹ thì mấy thằng bao que, mấy thằng cùng diễn điên dở hơi biết bơi, nó dọ mình đã cười đau cái bụng rồi. Nó cầm cờ, cầm búa, cầm bù lon con tán, nó xách nhau đội xuống dưới cái khu mà tiếp dân City Hall của Litchfield, thành phố Litchfield. Nó đã đảo Lợi Minh, chụp sức Lợi Minh. Mấy hôm nay nhiều khi cái chuyện cái cộng đồng mạng này nói với anh chị các bạn, bữa nay mình cảm thấy nó vừa buồn cười mà nó vừa làm sao đi á. Tại sao cái xã hội này có nhiều người họ quan tưởng một cách khủng khiếp. Cho nên hôm nay mà lại mình live stream chỉ tâm sự với anh chị các bạn. Nói chung là mỗi lần lại mình live stream á, gặp anh chị các bạn, lại mình cảm thấy như một cái niềm vui mà một cái sự an ủi nào. Thấy giống như mình đang sống ở quê hương của mình. Mình đang cùng với những người anh em của mình, cùng chung chí hướng và mình đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá xuyên tạc đất nước. Mình cảm thấy rất là vui. Nhiều khi là mình vào trong các diễn đàn, mình thấy anh em chào hỏi thăm với nhau, mình cảm thấy nó như là một cái đại gia đình, một cái sự ấm cúng và gần gũi. Các bạn biết là mình xa quê hương nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phản bội lại quê hương của mình. Đối với lại mình, quê hương là một cái gì đó nó không tách rời ra khỏi cái cuộc sống của Lợi Minh. Nói anh chị các bạn, dù Lợi Minh thành đạt ở trên cái đất Mỹ này, tôi nói anh chị các bạn biết, cái vùng đất Arizona này, tôi nói anh chị các bạn, bạn bè của Lợi Minh tụi nó còn phải nó ganh tị về cái sự thành đạt của Lợi Minh này, và chưa bao giờ biết khuất phục dưới những cái người, ngay cả những người của chế độ cũ Lợi Minh nói chuyện thẳng, ngay cả tù Mỹ cũng được thẳng, không bao giờ mà kiểu mà lòn cúi nịnh bợ tăng bốc để được lòng ai cả. Mình sống làm sao mình không hổ thẹn với lại một người con của đất mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều khi nhìn thấy quê hương của mình, ngồi nhìn lại những cái người bậc đàn cha anh của mình, họ đã hy sinh biết bao nhiêu xương máu để cho có được cái quê hương như ngày hôm nay. Cho nên là mình
mục đích của Lợi Minh ở trên cái không gian mạng này, lúc nào cũng muốn anh em chúng ta có cùng chung cái lý tưởng, cùng nhau mình chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của cái đám chống phá đất nước, nó phá hoại cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước. Chỉ có vậy thôi, chứ còn lên trên này tăng bốc ha vua bè phái nó chẳng được gì cả, nịnh hót nhau cũng chẳng làm được gì. Cuộc sống làm sao mình đừng có hổ thẹn, với lại tổ quốc quê hương của mình là được rồi. Nói với anh chị em các bạn, chứ cái đất Mỹ này nó cho Lợi Minh học hỏi rất là nhiều, nó cho cái sự trả giá trong cái cuộc sống những ngày đầu, nhưng mà những cái tháng ngày mà mình bị tội mà của chế độ cũ, các bạn biết nó tìm đủ mọi cách nó giết mình. Mà nhiều khi mình ngồi, Lợi Minh ngồi suy nghĩ, mình còn sống cho tới ngày hôm nay, nhiều khi mình suy nghĩ không hiểu phải có một cái đấng tạo hóa thiêng liêng nào đó thương yêu Lợi Minh và gìn giữ Lợi Minh, cho nên Lợi Minh mới còn được như ngày hôm nay. Các bạn biết cái tụi chống cộng cực đoan bên Mỹ này, tụi nó là những thành phần gọi là côn đồ và mất dạy lưu manh. Tụi nó chẳng có yêu dân thương nước gì đâu, còn là cái đám ăn hại phá hoại, đám ô hợp. Cho nên anh em chúng ta là những người yêu cái quê hương của mình, hãy cùng nhau xây dựng đất nước bằng những tiếng nói trung thật, bằng những cái lời nói nó có ý nghĩa. Mình phải nhìn về cái lợi ích chung. Nhiều khi mình lên trên mạng này, mình vì cái tôi hay vì cái danh vọng ảo quyền trên này, cứ nói anh chị các bạn, cái đó hư không, chỉ là hư không của hư không mà thôi. Sống làm sao để lại cho cái tiếng đời nó tốt. Con người đâu có ai sống đời đâu. Lên trên mạng này xưng hùng xưng hùng xưng bá, vỗ ngực xưng tên rồi làm được cái gì? Tôi thấy có nhiều người tôi ngồi tôi chỉ biết cười thôi. Cái mạng xã hội nó phức tạp lắm anh chị các bạn. Lại mình tham gia cái mạng xã hội này mấy chục năm nay rồi, Facebook nó chỉ là gần đây thôi, còn những cái cộng đồng mạng xã hội khác nó còn phức tạp hơn Facebook trăm ngàn lần. Tôi nói anh chị các bạn, cho nên lại mình chỉ góp một tiếng nói của mình để các bạn chúng ta cần phải thận trọng lên trên này tham gia Facebook cũng vậy, mình phải thận trọng cái gì mình cũng phải suy nghĩ cho nó rõ ràng chín chắn. Chứ không phải mọi thứ mà mọi cái cứ nhảy lên nhau nháo nháo nhào. Nhiều khi tôi thấy mấy cái diễn đàn của một số những người yêu nước cũng vậy, nó mâu thuẫn tùm lum. Thôi kệ, đường ta cứ đi. Quê hương của mình cứ phát triển đổi mới. Mỗi lần về quê hương thấy cái những cái khu xóm làng ngày nào đó nghèo chất lá nhà tranh, cuộc sống của người ta rất là vất vả chăm bề, bây giờ những cuộc sống họ đã thay đổi sung túc, họ làm ăn nên làm ra. Các bạn biết đó là những cái sự hãnh diện và điều mừng vui khi thấy quê hương của mình và người dân của mình ngày một lúc cuộc sống ấm no và tốt hơn, dân trí ngày một cao hơn, những cái sự nhận thức của cái người dân càng một lúc đúng đắn hơn, và những người lãnh đạo ngày càng họ có những cái tâm để xây dựng, để đóng góp
cái sự hiểu biết của họ trong cái công cuộc xây dựng đất nước càng lúc càng tốt hơn. Tiêu cực thì ở đâu cũng có chứ các bạn. Các bạn đừng nghĩ là nước Mỹ này giống như một cái hiền thiên đàng. Thằng Mỹ này nó cũng tất tần tật đủ thứ chuyện. Thằng giàu thì nó có tiền có của thì nó ngồi trên đầu trên cổ cái này kia. Mình nghèo thì mình phải phấn đấu, mình phải vượt lên. Chứ ngồi đó mà than thân trách phận, lên mạng ngồi đó cứ than thân trách phận ở ngoài đời thì cứ ngồi đó cũng than thân trách phận, làm sao mà khá nổi. Phải phấn đấu. Các bạn biết ngày xưa Lê Minh đến đất Mỹ này đôi bàn tay trắng, trên người chỉ còn có bộ quần áo mà nó rách nát tả tơi luôn á. Các bạn nghĩ nè. Còn tệ còn hơn Trần Minh khấu chuối nữa. Chỉ có bộ đồ nó rách nát, nó mục. Nước biển nó làm các bạn biết nó mục nát ra. Mỗi lần tắm phải phơi lên, phơi để lên giặt xong rồi phơi, phơi khô rồi tắm. Tắm rồi phơi nước mặn xong rồi lên tắm nước ngọt, ngọt phơi khô rồi mới có đồ mặc. Và mấy người khác họ đi họ rời đảo rồi đi lượm đồ cũ về mặc. Qua Mỹ cũng vậy. Các bạn biết bị mấy cái tụi mà của chế độ cũ nó hà hiếp, nó trù dập, nó lên tới cộng đồng của nó tố gia đình là Lê Minh là cộng sản, rằng nó cô lập Lê Minh mà các bạn biết. Nhưng mà Lê Minh vẫn sống và tồn tại đến ngày hôm nay. Ý trời hả? Nhiều khi mình thấy ý trời nhưng mà ngộ lắm. Bởi vì mình rất là tin tưởng vào cái đấng thiêng liêng anh chị các bạn. Là mình có một cái sự suy nghĩ rất là ngộ. Nhiều khi mình không phải tin dị đoan hay gì. Có những lúc mình thấy cái đấng thiêng liêng lúc nào cũng nhìn và bảo vệ lại mình. Kém chết nhiều lần với tụi nó mà ngộ cũng không điều qua hết. Mình nhớ có những lúc mình viết thơ về cho ba mình bị sợ hãi đến độ khủng khiếp. Ba mình nói là tội nghiệp con tôi như cây khô giữa đồng. Ba mình nói cố gắng lên con. Các bạn biết trước khi ba mình chết, mình nằm mơ mình thấy ba mình mất, mình thấy ba mình mất hả, mình khóc mà nước mắt tầm tã, mình giật mình dậy. Mình sao kỳ ta, chắc kỳ ta, mình thấy ba mình mất. 6 tháng sau ba của mình mất y như vậy anh chị các bạn. Sau đó mình năm 91 mình mới về thăm được ba mình. Ngộ lắm anh chị các bạn. Mình rất là thương ba. Ba mình cho mình rất là nhiều những nghị lực. Những lúc mà mình bị tụi mà ba que nó đàn áp. Có những lúc sống dưới những cái sự cô lập của tụi nó các bạn biết. Mà ông trời cũng thương mình lắm. Các bạn biết mấy cái băng đảng ở bên Mỹ nè, ở Phoenix, Arizona. Cái băng đảng mấy cái ông này nè, ông thấy mình, cái mấy ông thương mình lắm. Nói hằng nào mà đụng tới Lê Minh là để mình đâu có làm gì hại ai đâu. Mình đi học rồi đi về, cái mấy cuối tuần mấy ông kêu tụi nó chở mình về nhà của mấy ông chơi, mấy ông muốn phim cho mình coi, phim kiếm hiệp á. mấy ông che chở mình. Băng đảng, các bạn biết mấy băng đảng hồi mà ai ở Arizona biết cái băng đảng của Việt Nam gọi là Mountain View là cũng phải khét tiếng. Mình đi học, mình nội trú ở trường, cuộc sống rồi nó cũng qua. Ngộ quá mà. Nhiều khi mình suy nghĩ mình thấy rất là lạ. Cho nên mình rất là tin tưởng vào cái đấng tạo hóa, cái đấng thiêng liêng. Các bạn tôn giáo ai hồn ai nó giữ nha, cái này mình không hay mà truyền cái gì các bạn biết không? Mình kể mình thấy có nhiều cái lạ. Thôi là mình chia sẻ anh chị em các bạn tới đây. Bye 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 bye.
Nói chứ mỗi lần lại Minh live stream gặp anh chị các bạn lại Minh vui lắm. Nó giống như một cái đại gia đình của lại mình. Nhiều khi anh chị các bạn chia sẻ những cái lời nói khiến cho lại Minh cảm thấy rất là ấm cúng. Mặc dù mình chỉ biết nhau qua những cái tên hay những cái nick ở trên mạng này thôi. Lại Minh là một con người sống thật, thích thật, ghét những cái sự mà giả dối, mà bỉ ổi, vô liêm sỉ. Mình cực kỳ ghét. Không phải nói là mình tốt hơn ai, nhưng mà mình cực kỳ. Bên ngoài thì anh em bên trong thì nham hiểm giết người không hay. Ghét khinh bỉ những hạng người. Thôi thì lại mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye 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 những người anh em của tôi. Bye 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 bye.